Xin giới thiệu với anh em, đây là chiếc máy phát của xe Ford Transit đời cao này, khoảng tầm từ 2008 đến 2010. Hai rắc điện nha. Đấy. Hàng mới. Hàng mới các bạn. Có bu đi giảm giật. Trơn thì tuột luôn này. Đấy, độ hoàn thiện rất là hoàn hảo luôn. Đấy. Đây là toàn bộ cái máy phát. Đây. Tôi có thể quay gần cho anh em xem này. Đấy. Đấy. Đẹp không? Vải luôn. Anh em có thấy chóng mặt không ạ? Rồi, xin chào anh em nha. Rồi, quay vòng nữa cho chóng mặt này. Chóng mặt quá.